Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu con chó sói và con nhím. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu.
Các bạn thấy như vậy là mình đã tô màu xong chó sói và con nhím rồi nha. Nếu các bạn thấy đẹp và thì hay cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.